Vụ Lương Hải Như mất tích, phát hiện điều bất thường ở phần mộ người yêu cũ, gia đình cúng 100 ngày cho cô gái xấu số. Vụ việc cô gái Lương Hải Như sinh năm 1999 Hà Nội mất tích bí ẩn từ ngày 14 tháng 7 đến nay khiến dư luận không ngừng quan tâm các thông tin liên quan. Suốt thời gian qua, gia đình liên tục tỏa ra nhiều hướng để tìm kiếm con gái nhưng vẫn chưa có kết quả. Không những vậy, nhiều người dân và các đội nhóm thiện nguyện cũng giúp đỡ gia đình nhưng không khả quan. Hôm qua ngày 25 tháng 10, chia sẻ trên trang cá nhân, Quỳnh Như, chị gái Hải Như có đăng bài viết kèm tấm hình bí ẩn về phần mộ người yêu cũ của Hải Như như sau. Mộ của Tống Nguyên Tê, tên được chúng tôi viết tắt, kẻ tình nghi vẫn trốn tội. Ở Chương Mỹ chưa thấy chỗ nào khắc bia mộ cho người thân mà phải ẩn tên cả mọi người ạ. Hiện tại gia đình vẫn đang tiếp tục đi tìm. Cũng từ hình ảnh và thông tin mới nhất trên cho thấy, phần mộ được viết tắt một cách bí ẩn là điều rất khả nghi. Không ai ghi lên mộ phần mà viết tắt như vậy khiến dân mạng đặt ra hàng loạt nghi vấn. Thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cho rằng chưa thể nhận định hay kết luận chính xác tính chất của vụ việc Hải Như mất tích. Theo ông Vân, khi một vụ việc có dấu hiệu bất thường, mất tích trong thời gian dài, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để làm rõ. Nếu không tìm thấy Hải Như, cơ quan công an sẽ vẫn tiếp tục thu thập các chứng cứ có liên quan đến Hải Như, không có chuyện đóng lại hồ sơ truy tìm. Vụ việc sẽ tiếp tục được theo dõi. Ngoài địa bàn Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra còn mở rộng ra các tỉnh, các địa phương khác bằng thông báo truy tìm người mất tích. Khi phát hiện nghi vấn, cơ quan chức năng sẽ nhận được thông tin để phối hợp điều tra, ông Vân nói. Trước đó vài ngày, gia đình đã làm lễ cúng 100 ngày cho Hải Như theo đúng ngày tháng kể từ khi mất tích, để lỡ nếu có chuyện xấu xảy ra, em gái không cô đơn. Trước đó, người nhà cũng đã lập bàn thờ, di ảnh và làm lễ cúng 49 ngày cho thiếu nữ 23 tuổi, khi việc tìm kiếm chưa có kết quả. Còn bạn và thấy sao về những tình tiết bí ẩn về mộ phần của người yêu cũ Lương Hải Như? Bình luận cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày. Gửi ngày tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.